Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị, xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin mưa lũ Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 6 năm 2023. Cầu cứu trong tàu điện ngầm ngập nước lũ ở Trịnh Châu. Hành khách bị mắc kẹt vì nước lũ ngập ga tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam khi lũ lụt nghiêm trọng tàn phá khu vực. Video trên mạng xã hội hôm 27 tháng 7 cho thấy những hành khách lo lắng bám vào tay cầm bên trong toa tàu điện ngầm khi nước lũ dâng cao đến bụng, ngang vai rồi ngang cổ. Một số người đứng trên ghế để cố thoát khỏi vùng nước dâng, gọi điện thoại cho người thân. Một người tên Xiao Pei đang trên mạng xã hội Weibo để cầu xin sự giúp đỡ. Nước trong toa tàu đã ngập đến ngực tôi không thể nói được nữa, Xiao Pei cho hay. Một phụ nữ đang trên WeChat, nước bên ngoài đã ngập đến mức này và điện thoại di động của tôi đã hết pin, tôi không biết đây có phải là bài đăng cuối cùng của mình không. Hành khách kể lại rằng lực lượng cứu hộ đã khoét một lỗ trên nóc tàu và dùng dây thừng sơ tán từng hành khách đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hỏa Trịnh Châu cho hay đã giải cứu hàng trăm hành khách kẹt trong tàu điện ngầm, trong đó có Xiao Pei. Một số tài khoản mạng xã hội cho rằng có vài hành khách chết đuối trong toa tàu ngập nước, nhưng thông tin này không được kiểm chứng và giới chức Trịnh Châu không xác nhận. Thành phố đã trải qua một loạt trận mưa lớn và hiếm gặp khiến nước tích tụ trong tàu điện ngầm Trịnh Châu. Quan chức thành phố đăng trên Weibo, giới chức xác nhận 12 người chết, 5 người bị thương do mưa lũ trên toàn thành phố. Mưa xối xả gây lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực miền Trung Trung Quốc, nhấn chìm các nhà ga và đường xá. Hơn 10.000 người ở tỉnh Hà Nam đã phải sơ tán sau trận mưa kỷ lục. Lượng mưa trong 3 ngày qua ở Trịnh Châu tương đương với lượng mưa thường được ghi nhận trong cả năm. Cả đời tôi sống ở Trịnh Châu và chưa bao giờ chứng kiến trận mưa lớn như hôm nay. Wang Gurong, một quản lý nhà hàng 56 tuổi nói, tỉnh Hà Nam, nơi sinh sống của khoảng 94 triệu người, đã ban hành cảnh báo thời tiết ở mức cao nhất sau đợt mưa bất thường. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đường phố chìm trong nước, những chiếc xe ô tô và mảnh vỡ trôi theo dòng nước lũ chảy xiết. Giới chức cho biết một vết nứt dài 20 mét xuất hiện trên con đập ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Các binh sĩ đã được triển khai tới khu vực để ứng phó, trong khi quân đội cảnh báo đập có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cô gái suýt bị dòng lũ xiết hút xuống cống. Một cô gái ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam may mắn được cứu khỏi miệng cống khi dòng nước lũ tạo xoáy nước khổng lồ. Video lan truyền khắp mạng xã hội hôm 26 tháng 7 ghi lại cảnh một người phụ nữ ở Trịnh Châu đang bám chặt vào đoạn dây thừng nhỏ, cầu cứu một nhóm người cứu cô thoát khỏi dòng nước lũ chảy xiết không ngừng. Cô gái khi đó đang ngụp lặn trong xoáy nước khổng lồ ngay phía trên miệng cống thoát nước. Trong lúc dòng nước lũ đục ngầu, ào ạt đổ xuống, có những lúc tưởng chừng cô đã biến mất trong dòng nước, nhưng người phụ nữ đã được mọi người kéo lên thành công và đưa tới nơi an toàn hơn. Hiện chưa rõ tình trạng của người phụ nữ này, song video giải cứu lan truyền khắp mạng xã hội và báo chí Trung Quốc cho thấy cô vẫn tỉnh táo và dường như không bị thương. Tờ QQ News đã đặt tựa đề thoát chết khi đăng video giải cứu người phụ nữ này. Nhiều tài khoản mạng xã hội Trung Quốc ca ngợi sự dũng cảm và kiên cường chiến đấu của cô gái, đồng thời hoan nghênh nghĩa cử tốt đẹp của nhóm người đàn ông lao vào dòng lũ xiết để giải cứu cô. Khoảnh khắc đó thật kinh hoàng, một người dùng Weibo bình luận. Video giải cứu người phụ nữ được ghi lại khi thành phố Trịnh Châu thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hứng đợt mưa lũ nghiêm trọng được nhận định là nghìn năm có một, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Trịnh Châu đã ghi nhận lượng mưa 617,1mm, gần bằng lượng mưa trung bình trong cả năm của thành phố này. Giới chức địa phương hôm qua dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống khắp tỉnh Hà Nam trong 3 ngày tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố trận lũ ở tỉnh Hà Nam vô cùng nghiêm trọng. Loạt công ty và một ngân hàng nhà nước Trung Quốc cho biết đã quyên góp hỗ trợ khẩn cấp cho chính quyền Hà Nam hơn 1,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 299 triệu đô la Mỹ. Lũ lụt tàn phá nhiều khu vực Trung Quốc, mưa lớn gây lũ lụt và lở đất, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Trung Quốc khi mùa mưa lũ ở nước này bắt đầu. Đợt mưa xối xả từ đầu tháng này khiến nhiều khu vực ở miền Đông và miền Nam Trung Quốc bị ngập lụt, gây cảnh hỗn loạn. Hình ảnh từ truyền thông cho thấy nước lũ cuồn cuộn đục ngầu cuốn phăng mọi thứ tại các khu vực miền núi. Ở thành thị,
nhiều con đường ngập lụt, nhấn chìm xe cộ và người dân chật vật di chuyển trong nước lũ. Tại tỉnh Tứ Xuyên, một trận lở đất lớn làm hư hại nhà cửa, cuốn trôi gia súc khiến hơn 1.000 dân phải sơ tán. Tại tỉnh An Huy, mưa lớn khiến nước sông tràn bờ, gây ngập đất trồng trọt và làng mạc. Máy bơm phải hoạt động suốt ngày đêm để thoát nước. Tại tỉnh Hồ Nam, nhà cửa ngập trong lũ do sông tràn bờ. Lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng cao su để giải cứu người dân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà ngập nước. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam. Đợt lũ lụt bất thường năm ngoái tàn phá nhiều khu vực trên khắp đất nước, khiến hơn 200 người chết, phá hủy 54.000 ngôi nhà và buộc hàng triệu người phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 178,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 25,7 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 15,9% mức trung bình thiệt hại do mưa lũ gây ra trong 5 năm trước. Trung Quốc đã nâng cao cảnh giác, tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó lũ lụt và cứu hộ hồi tháng 5, ngay trước mùa mưa. Lũ dữ nuốt chửng loạt tàu thuyền. Dòng nước lũ đục ngầu chảy xuất cuốn trôi và nhấn chìm tàu thuyền khi mưa lũ tàn phá thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Video trên mạng xã hội cho thấy dòng nước lũ cuồn cuộn tại một khu vực miền núi của thành phố Ba Trung khi mùa mưa bắt đầu từ tháng này. Nhiều tàu thuyền bị nước lũ chảy xiết cuốn phăng xuống xoáy nước đục ngầu. Đợt mưa lớn mới tại tỉnh Tứ Xuyên khiến mực nước của 14 con sông dâng lên, cuốn trôi tàu thuyền và những cây cầu, buộc hơn 4.600 người phải sơ tán. Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo, nhưng truyền thông Trung Quốc đưa tin mưa lũ đã ảnh hưởng đến hơn 120.000 người, buộc các chuyến tàu bị hủy và gây thiệt hại hơn 176 triệu nhân dân tệ, tương đương 27 triệu đô la Mỹ. Khoảng 27.000 ngôi nhà ở thành phố Ba Trung bị mất điện. Tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Tây, cách Tứ Xuyên khoảng 900 km về phía đông bắc. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy ô tô chạy qua những con phố ngập nước. Thành phố Tấn Thành thuộc tỉnh Sơn Tây đã nâng cảnh báo mưa lớn lên màu đỏ, mức cao nhất. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm nay gia hạn cảnh báo mưa lớn trên khắp đất nước, dự báo lượng mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh cho biết tổng lượng mưa ở thủ đô dự kiến đạt mức trung bình 60-100mm trong khoảng từ 17 giờ ngày 30 tháng 6 đến 8 giờ ngày 1 tháng 7. Trong khi cơ quan kiểm soát lũ lụt thành phố phát cảnh báo về những trận mưa lớn nhất trong 3 năm, thành phố thường ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm hàng năm. Tại tỉnh Hà Bắc, giáp Bắc Kinh, mưa lớn và dông khiến các máy bay tạm thời không thể cất cánh và hạ cánh xuống sân bay ở Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh. Bắc Kinh hủy bay, đóng trường học vì mưa lớn. Thủ đô Trung Quốc hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa trường học và địa điểm du lịch cho những trận mưa như trút nước và gió giật mạnh. Các cơ quan thời tiết cho biết Bắc Kinh trải qua đợt mưa lớn nhất trong năm nay vào đêm ngày 25 tháng 7, với lượng mưa trung bình đạt trên 50mm tính đến sáng nay. Giới chức phát cảnh báo màu vàng về sét, mưa bão, gió giật và rủi ro địa chất từ hôm qua. Lượng mưa cộng dồn ở thành phố được dự báo đạt từ 25mm đến 50mm trong hôm nay. Cường độ mưa hàng giờ tối đa có thể đạt 30mm và sức gió có thể lên tới hơn 50km/h. Lượng mưa sẽ giảm trong tối nay. Giới chức trước đó đã cảnh báo người dân không nên ra khỏi nhà. Công ty theo dõi hàng không Varifly ghi nhận khoảng 700 chuyến bay bị hủy tại hai sân bay của Bắc Kinh. Toàn bộ trường mẫu giáo cấp 1 và cấp 2 trong thành phố phải đóng cửa. Những điểm thu hút du khách gồm đoạn Vạn Lý Trường Thành qua Bắc Kinh cũng dừng hoạt động, với vài quận dừng cho thuê địa điểm lưu trú. Một số tàu lái tự động ở Bắc Kinh cũng được chuyển qua điều khiển bằng tay. Lở đất được ghi nhận tại một trong những quận phía Bắc thành phố. Đài truyền hình CCTV phát cảnh quay cho thấy đất đá đổ xuống chặn ngang một con đường, mưa lớn cũng cản trở các nỗ lực giải phóng mặt đường. Trước tình hình mưa lớn, Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Bắc Kinh khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức không thiết yếu rằng họ có thể áp dụng các phương pháp làm việc linh hoạt và kế hoạch giờ cao điểm, so le để đảm bảo an toàn. Tập đoàn Thoát nước Bắc Kinh đã kích hoạt phản ứng cấp 1, huy động 2.906 người đến kiểm tra các cây cầu chính và các công trình đường bộ trong thành phố. Với 57 trạm bơm nước mưa đang hoạt động, tổng cộng 140.000 mét khối nước đã được rút hoặc tích trữ đến sáng nay. Mưa lớn cũng xảy ra tại thành phố Thiên Tân gần Bắc Kinh, nơi truyền hình nhà nước chiếu cảnh xe điện chạy qua những con phố ngập nước và những tia chớp thường xuyên rạch trên nền trời đen. Giới chức thời tiết đã cảnh báo lũ lụt ở 14 con sông, gồm cả các nhánh ở Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam.
Đợt lũ lụt bất thường năm ngoái tàn phá nhiều khu vực trên khắp đất nước, khiến hơn 200 người chết, phá hủy 54.000 ngôi nhà và buộc hàng triệu người phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 178,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 25,7 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 15,9% mức trung bình thiệt hại do mưa lũ gây ra trong 5 năm trước. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết được mã hóa theo màu sắc gồm 4 cấp, với màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!